mạng xã hội luôn được cảnh báo là con dao hai lưỡi. Cùng những lợi ích thiết thực phục vụ đời sống, đây cũng là mảnh đất cho nhiều loại tội phạm dung thân. Mấy năm gần đây, mạng xã hội còn xuất hiện một biến thể nguy hiểm của virus tin giả, trục lợi trên nỗi đau của người khác. Thưa quý khán giả, ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hy sinh khi làm nhiệm vụ là hình ảnh đẹp, bi tráng trong những cuộc chiến thời bình. Nhưng đi ngược lại với sự trân trọng, biết ơn, trong lúc các gia đình đang gánh chịu tận cùng nỗi đau thương thì có những người nhẫn tâm, mạo danh và có hành vi mờ ám. Sự việc gây phẫn nộ trong dư luận khi một số bài viết trên mạng xã hội kêu gọi tiền phúng điếu. Đại diện gia đình ba cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và chính quyền khẳng định không đăng tải lời kêu gọi tiền phúng điếu như trên mạng xã hội. Chị Tống Hoàng Yến, chị gái chiến sĩ phòng cháy chữa cháy Nguyễn Đình Phúc có bài đăng trên trang Facebook cá nhân. Gia đình em không có bất cứ một số tài khoản nào khác để nhận ủng hộ cả. Để tránh trường hợp nén hương không được đến đúng nơi, lời chia sẻ không được đến đúng chỗ. Chính quyền cũng yêu cầu lực lượng công an điều tra và xác minh, xử lý nghiêm người phát tán và đăng tải thông tin sai sự thật. Trong khi đó, bà Lê Thị Thanh Thủy, tổ phó tổ dân phố 12, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, nơi cư trú của gia đình Thượng tá Đặng Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cũng khẳng định gia đình đồng chí Quân không có ai kêu gọi tiền phúng điếu. Dù ai đăng tải thông tin này với bất kỳ mục đích gì cũng xuyên tạc sự thật và làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình. Dù việc như vừa nêu không phải lần đầu xuất hiện, cắt ghép vài tấm ảnh các vụ việc thương tâm, than nghèo kể khổ để có một câu chuyện bi thương, sau đó tung lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ giúp đỡ. Trong khi đó, chủ nhân đích thực không hề hay biết câu chuyện hay bức ảnh của mình trở thành chủ đề để các đối tượng lợi dụng. Một cụ già neo đơn, bị bệnh nặng, sống ở đường Kinh Dương Vương, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, được các bạn trẻ chụp ảnh đăng trên mạng xã hội, kêu gọi đến thăm và giúp bà tiền chữa bệnh. Nhưng lợi dụng điều này, một số đối tượng kèm số tài khoản kêu gọi ủng hộ. Cho đến khi bà cụ mất, một số trang Facebook vẫn còn kêu gọi quyên tiền chữa bệnh. Ngoài đánh vào những hình ảnh tang thương, những vụ thảm án, kẻ xấu còn lợi dụng hình ảnh những nghệ sĩ nổi tiếng mắc bệnh nan y. Trong thời gian chữa bệnh ung thư máu, người mẫu diễn viên JN bị một số đối tượng lập trang Facebook cá nhân giả để kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ, chia sẻ. Tuy nhiên, người nhà khẳng định Facebook là giả mạo và gia đình cũng không lên mạng kêu gọi để giúp đỡ. Còn nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên khác mắc bệnh qua đời cũng trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trên mạng. Trục lợi từ những hình ảnh đau thương dường như trở thành dịch trên mạng xã hội. Ai cũng kêu gọi, ai cũng đăng tải tài khoản cá nhân để nhận quyên góp. Nhưng số tiền có đến tay những người cần được giúp đỡ hay không thì chỉ người kêu gọi mới biết. Khi lòng tin đã mất thì việc quyên góp của những người làm từ thiện thật sự sẽ bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ hay từ chối thẳng thừng. Thế nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ quên lòng trắc ẩn của mình. Để tránh giao nhầm lòng tốt, khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng, người dân cần tỉnh táo, tự trang bị kiến thức về pháp luật, xã hội và nhận diện rõ các thông tin xuyên tạc, giả mạo. Kiểm chứng cơ sở nguồn tin. Nếu đến từ một người lạ, thông tin không rõ ràng, cần cảnh giác, có thể xem mục giới thiệu để kiểm tra. Kiểm tra tên miền của trang mạng đăng tải thông tin, thường nguồn phát của thông tin xuyên tạc, giả mạo, thường là những trang mạng có tên miền nước ngoài, .com, .org, không có đuôi tên miền Việt Nam, .vn. Kiểm tra tác giả, đọc kỹ nội dung để suy ngẫm xác định thông tin thật hay giả, tin tức giả hay bị lỗi chính tả, hoặc có bố cục lộn xộn. Các hình ảnh video trong tin giả thường bị chỉnh sửa, cắt ghép, thay đổi nội dung. Ngày tháng của sự kiện thường bị thay đổi.
lựa chọn thông tin đăng tải, chia sẻ từ những trang mạng xã hội nên tiếp cận các luồng thông tin chính thống, không tham gia đăng tải, chia sẻ bình luận thông tin sai sự thật, hình ảnh phản cảm. Trường hợp phát hiện các hoạt động nghi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Cùng với sự vào cuộc mạnh tay từ ngành chức năng, việc tỉnh táo nhận diện tin giả và lựa chọn cách sẻ chia minh bạch thông qua các tổ chức uy tín sẽ góp phần loại trừ khỏi mạng xã hội những kẻ lừa đảo, trục lợi trên nỗi đau người khác. Để tiếp tục phát huy đạo lý tốt đẹp của người dân Việt Nam ta, lòng nhân ái, lá lành đùm lá rách.